Huấn luyện viên Park Hang-seo phàn nàn về thực đơn các bữa ăn của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Bốn đội cùng sinh hoạt trong một khách sạn, ăn uống với thực đơn như nhau. Nhưng mỗi bên có sự khác biệt về tôn giáo. Ba ngày rồi chúng tôi đều ăn thịt gà, trong khi các cầu thủ thích ăn thịt lợn. Tôi nghĩ đây là điều mà ban tổ chức nên lưu ý và có sự điều chỉnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo phàn nàn với ban tổ chức AFF Cup 2020. Bước vào AFF Cup 2020. Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch cách đây 3 năm khi đánh bại đội tuyển Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Giải đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sẽ đứng trước nhiều khó khăn khi các đối thủ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chia sẻ tại buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Park Hang-seo khá vui vẻ khi đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội DT Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Hiện nay, đội tuyển Việt Nam đang đá vòng loại thứ ba World Cup 2022 nhưng có thành tích không tốt khi để cả 6 trận điều đó ảnh hưởng tới bầu không khí toàn đội. Hiện tại tâm lý của đội không tốt. Ngoài ra chúng tôi cũng chịu áp lực bởi chúng tôi là đương kim vô địch. Về chuyện đội liệu có thay đổi lối chơi từ phòng ngự sang tấn công hay không, câu trả lời khi xem các trận đấu. Ngoài bảng này, bảng A cũng có những đội rất tốt. Tôi không thể nói trước kết quả thế nào, chỉ biết rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Theo thông lệ, AFF Cup sẽ được tổ chức 2 năm một lần, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Giải đấu đã phải lùi đến cuối tháng 12 năm 2021, ban tổ chức đã lựa chọn Singapore là nước chủ nhà, các đội sẽ thi đấu tập trung tại hai sân vận động để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cùng với đó, các đội cũng không được ra ngoài, chỉ di chuyển từ khách sạn ra sân đấu. Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, điều này ảnh hưởng khá nhiều đến các cầu thủ bởi ngoài thể chất, tinh thần cũng rất quan trọng. Do việc hạn chế di chuyển của chính phủ Singapore, cầu thủ chúng tôi cũng có một chút bị ảnh hưởng về tinh thần, nhưng vì đại dịch, chúng tôi phải thích ứng sáng nay tôi đã có buổi nói chuyện với các cầu thủ trong đội tôi nghĩ hiện nay mệt mỏi về tâm lý còn nhiều hơn về thể lực những khó khăn phải suy nghĩ lạc quan khắc phục nó theo hướng tích cực để vượt qua tôi xin muốn nói thêm hiện nay bốn đội cùng sinh hoạt trong một khách sạn ăn uống với thực đơn như nhau nhưng mỗi bên có sự khác biệt về tôn giáo ba ngày rồi chúng tôi đều ăn thịt gà trong khi các cầu thủ thích ăn thịt lợn tôi nghĩ đây là điều mà ban tổ chức nên lưu ý và có sự điều chỉnh Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại vòng bảng AFF Cup 2020 trước đối thủ đội tuyển Lào. Đánh giá về trận đấu này, huấn luyện viên người Hàn Quốc thừa nhận những khó khăn. Trận mở màn bao giờ cũng chứa đựng nhiều áp lực. Thêm nữa, chúng tôi không có thông tin nào về DT Lào. Toàn đội chỉ nghĩ sẽ cố gắng hết sức để có kết quả tốt nhất ở trận này, huấn luyện viên Park Hang Seo nhấn mạnh. Trong khi đó, năm cùng bản đấu với DT Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia Tan Chen Hue cho biết. Nhiều người hâm mộ đội tuyển Malaysia kỳ vọng nên toàn đội để làm nên điều bất ngờ. Chúng tôi vừa đến Singapore hôm qua, trước đó đã tập trung ở Kuala Lumpur trong thời gian qua và cũng gặp một số vấn đề. Nhưng toàn đội sẽ tập trung, lạc quan trong mọi hoàn cảnh và cố gắng ổn định đội hình trước trận ra quân gặp Campuchia. Chúng tôi từng gặp họ 2018, họ liên kết tốt, có nhiều cầu thủ trẻ và chơi tấn công hay. Dù chúng tôi chưa có chuẩn bị tốt cho giải nhưng tôi muốn các cầu thủ tập trung cho trận đấu đầu tiên vốn rất quan trọng, ông Tàng Chen Hoa nói. Bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng DT Malaysia cũng thừa nhận những áp lực và khó khăn khi cùng chung bản với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã học được nhiều điều sau kết quả ở các lần đối đầu trước. Nhưng bạn B không chỉ đội tuyển Việt Nam mà còn cả các đội khác đều có sự chuẩn bị tốt hơn DT Malaysia. Chúng tôi không có nhiều lựa chọn tự do để giải tỏa tinh thần huấn luyện viên Tang Chen hoe nhận định. Tại AFF Cup 2020, các trận đấu sẽ khởi tranh vào ngày mùng 5 tháng 12. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp DT Lào ở trận mở màn diễn ra vào lúc 19h30 ngày mùng 6 tháng 12.